Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số tự động các bạn nhé. Đấy, đó chính là chiếc xe Honda City. Phiên bản này là phiên bản Honda City CVT các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi các bạn ạ. Hiện nay ở cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều Honda City các bạn ạ. Từ 19-20 phiên bản top, phiên bản CVT chúng tôi đều có hết ạ. Màu trắng, màu xanh, màu bạc, màu nâu đều có hết luôn các bạn ạ. Chiếc xe này là màu nâu đây các bạn nhé. Đấy, màu nâu đây các bạn này. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản CVT. Tất cả là còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký cuối năm 2019, lăn bánh hơn 6 vạn km rồi. Toàn bộ cái mà đằng ba đời sốc trước này, mặt ca lăng này, đèn pha này, logo này đều rất là mới, rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhá. Còn rất là mới, rất là đẹp đây. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương các bạn ạ. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, đề nổ, start top, đầy đủ hết cả luôn các bạn nhé. Honda City phiên bản CVT cũng đầy đủ hết luôn. Và tiết kiệm nhiên liệu cực luôn các bạn nhé. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ nội ngoại thất đều rất đẹp luôn. Keo chỉ nguyên bản. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, phiên bản này là phiên bản 1.5 CVT các bạn nhé, màu nâu. Đấy. Tuy là cái phiên bản CVT nhưng chiếc xe này cũng đã được lắp thêm ghế da rồi. Đấy. Vô lăng chỉ thiếu bọc da thôi, có cả phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, sang số thể thao trên vô lăng, màn hình Android đầy đủ hết cả luôn các bạn ạ. Màn hình giải trí Android to luôn. Đấy, toàn bộ những phần nỉ trần, nội thất ghế da, các thứ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Với chiếc xe Honda City ở cái phiên bản CVT màu nâu này, chúng tôi đang bán chỉ hơn 400 triệu đồng một chút thôi các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản 1.5 CVT sản xuất năm 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, đây là cái phần cốp sau. Ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau đều còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Điều này chứng tỏ chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đấy ạ. Lớp sơ cua cũng còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, cái khoang cốp sau chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn ạ. Tất cả còn rất mới, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước gì cả các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là sở hữu màu nâu, cũng rất là khỏe khoắn và cứng cáp các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Và ở phiên bản Honda City thì đều được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Và cái phần ghế da phía sau này
cũng còn đều rất đẹp và rất là mới các bạn nhé. Toàn bộ nội thất đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nha. Mở cửa cả cánh cửa bên phụ luôn các bạn ạ. Và toàn bộ táp bi cánh cửa bên phụ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Còn nguyên bản, chưa mất một phần keo chỉ nào cả. Đẹp từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô. Đấy, đều đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa đây, thưa với quý vị bạn, chưa có một con ốc nào bị tháo ra, tất cả vẫn còn nguyên dấu của nhà sản xuất luôn các bạn nhé. Đẹp từ táp lô cho đến táp bi đấy. Và xe cũng đã được trang bị sẵn là chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android rất to các bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Nội thất ghế da thì đều rất là đẹp rồi các bạn ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhé. Ở cái phiên bản Honda City phiên bản CVT này thì ghế da là ghế da lắp thêm thôi các bạn nhé, chứ nguyên bản là của nhà sản xuất là ghế nỉ các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít các bạn nhé. Và tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo. Đấy, đây là cái phần ốc cabo cho đến những phần keo chỉ của cabo này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào tháo ra và keo chỉ là còn nguyên bản, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ xem kỹ cho tôi cái phần đầu và phần đuôi, vì những chiếc xe hay bị đâm nhất là ở những phần đầu và phần đuôi các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì còn rất là mới đây các bạn này. Tất cả trong cái khoang động cơ này còn mới và còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Động cơ đều rất là mới, động cơ của Honda nói chung và chiếc xe Honda City này nói riêng đều rất đẹp và còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Động cơ thì rất là bền bỉ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản 1.5 CVT 2019 màu nâu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Và ở địa chỉ cửa hàng chúng tôi thì hiện nay chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe phân khúc B sedan các bạn nhé. Cụ thể là những chiếc xe Honda City này chúng tôi cũng còn đang rất là nhiều, kể cả màu trắng, màu xám bạc đây. Chiếc xe bên kia là màu trắng phiên bản top. Đấy. Và sau đó là phiên bản CVT màu xám bạc. Đấy, và chiếc xe chúng tôi vừa giới thiệu cho quý vị là phiên bản CVT các bạn nhé, màu nâu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.